Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với Mạnh Nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Chia sẻ cho Thành đi, like và đăng ký giùm Thành đi. Và qua đây Thành cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những sự ủng hộ và đóng góp trong thời gian vừa qua. Và hy vọng thời gian sắp tới sẽ có nhiều hơn nữa những sự ủng hộ và đồng hành cho Minh Thành Vlog. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Honda CB 190SS 2022 trên làng với giá chỉ hơn chiếc Winner X. Honda đã lần đầu tiên ra mắt CB 190SS 2022 tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này mang phong cách cổ điển và trộn với sự hiện đại trong thiết kế và đi kèm các tính năng thú vị. Đặc biệt có một mức giá bán cực kỳ rẻ chỉ bằng chiếc Honda Winner X tại thị trường Việt Nam. Honda CB 190SS 2022 sẽ đi kèm với thiết kế đèn pha dạng hình tròn, tương tự là gương chiếu hậu tròn, nhưng màn hình hiển thị là loại kỹ thuật số, trong khi yên đơn kéo dài với bình xăng dạng giọt nước nhỏ gọn. Nhìn chung CB 190SS 2022 được coi là một chiếc mô tô với tính di động cao, chủ yếu để sử dụng ở thành thị và có thể được sử dụng để độ theo nhiều cách khác nhau. Sức mạnh của Honda CB 190SS 2022 đến từ khối động cơ Cylinder 184cm khối, 4 thì la mát bằng gió, sản sinh mã lực tối đa 16,86 HP tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 16 nanomet tại 7.000 vòng trên phút, tỷ số nén 9,5.1, hệ thống phanh trước sau dạng đĩa đơn kết hợp phanh xe dạng nan hoa, nâng cao rõ ràng tính chất cổ điển. Bình xăng với dung tích 15,3 lít được xem là khá lớn trong phân khúc này. Giá Honda CB 190SS 2022 được bán ra tại thị trường Trung Quốc ở mức 16.980 tệ, tương đương khoảng 58 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt. Đây được coi là một mức giá rất hấp dẫn. Liệu trong tương lai mẫu xe mới này của Honda có cơ hội tiếp cận thị trường các nước khác như Việt Nam hay không?
Và vừa rồi là hình ảnh cùng thông tin về mẫu Honda CB190SS 2022 cùng mức giá bán của mẫu xe này. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Hãy video hết thì Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.